nổ lớn tại Texas, Mỹ. Ngày 8 tháng 1, các nhà chức trách cho biết một vụ nổ lớn tại một khách sạn Salmon Signature ở thành phố Fort Worth, Texas đã làm ít nhất 11 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Trong video có thể thấy một góc nhà bị phá hủy, các mảnh vụn vương vãi khắp nơi, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, vẫn có nạn nhân bị thương đang ngồi bệt trên đất. Các nhà điều tra cho rằng vụ nổ rất có thể là do khí đốt tự nhiên gây ra. Khách sạn Salmon Signature nằm ngay tại khu vực sầm uất trung tâm thành phố Fort Worth. Nước Mỹ từ ngày đầu năm 2024 đến nay hầu như không có ngày nào yên ổn. Từ vụ máy bay ném bom B-1B tầm xa của Mỹ bị rơi, đến video được cho là một trung tâm mua sắm ở Miami đã bị cảnh sát phong tỏa vì có người ngoài hành tinh cao gần 3 mét xuất hiện. Rồi lại có nổ súng xảy ra tại trường trung học Perry ở bang Iowa của Mỹ. Và chấn động nhất chính là các tài liệu tòa án vừa được công khai tại Mỹ liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó có nêu gần 200 cái tên, bao gồm cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và hoàng tử Anh Andrew.